đánh răng cho mọi người. Chĩa ra đây mọi người, chĩa ra đây. Thôi, thôi mà chị. Thôi, thôi nè. Chị ơi chị. Chị quá mà. Chị ơi. Trời ơi, đau tim luôn á. Không có chị vô đây chị chụp với em một bôi đi. Chị vô chụp với em bôi đi, em mới dễ nhận, em mới dễ sử dụng được. Chị không chụp với em. Quay hoài lần nào cũng quay. Dạ rồi, vô đó em. Lần nào cũng quay hết kỳ quá. Dạ. Cái này là của mấy anh chị mà hổm cho con cái máy xuất hành đó ha má. Đúng rồi đó. Con cảm ơn quá nhiều nghe. Con luôn luôn ghi nhớ cái máy xuất hành của anh chị cho con. Ít cay thôi, hôm nay cho hai đứa nhỏ ăn ít thôi. Tí xíu thì thôi, đừng có nhiều quá, vậy là quá nhiều. Cái này là má cho để làm cái gì? Mấy người lột bắp gì đó, ai biết từ đâu kêu sao thì chị làm gì can vậy đó. Vậy hả? À. Cái chị đó chị tên gì vậy má? Hứa Tiết Anh. Cô Hứa Tiết Anh. Còn cái hũ vaseline á, em xức vô xức phẳng. Em cảm ơn cô Hứa Tiết Anh nghe. Trời ơi, tự nhiên cái cho gì dạ. À chị, ngồi bánh thì gì? Rồi cái này tối hay chia đi ha anh ha. Ha anh, cái này tối hay chia đi anh. Cái này tối hay chia đi. Em cảm ơn cô Hứa Tiết Anh nghe. Anh thử cũng được. Mắc cái gom anh. Được. Em hai anh người đẹp đôi á. Trời ơi là trời. Vừa không? Em hai luôn. Trời ơi gắn trái đẹp con thề à. Chết rồi, dạ. Dạ, cái này của cô Hứa Tiết Anh là bà hổm cho em cái máy xuất hành, tặng cho em cái máy xuất hành đó. Cái bữa nay chị chỉ qua tặng cho em cái này với hai ghế nữa. Hả? Bận đi bận lại có cái áo này nữa hoài mà đẹp gì không biết nữa. Nè bà Mai. Được. Rồi tới mai cũng được nữa. Anh ngồi đi, em ngồi với anh. Anh ăn thêm mấy ly anh đi vậy. Anh cảm ơn cô, con cảm ơn cô Hứa Tiết Anh nghe. Bữa hôm tặng cho con cái máy xuất hành, bữa hôm nay tặng cho con cái hai cái ghế với tham ba cái bàn chải còn miếng nữa kìa hai. Chứ cái chai tha để trong hổng. Với một cái chai thoa để để bị chống hỏng nè. Đâu chạy hỏa đâu, cái hũ đâu. Cái to đâu lấy nha. Mấy kia ba tắt thầm, mấy kia ba khắc bây giờ lòi ra nữa. Trời ơi. Mấy kia ba. Đó. Đừng có mở, đừng có mở. Để thôi chống hỏng. Vết phỏng này mọi người. Cái vết phỏng này là do than hả? Dạ, cái vết phỏng này do dầu. Dầu lúc chế dầu thành á. Dạ. Dạ. Bởi vì ở trong chổng em cô. Nó dính em nha. Phải lau cho thiệt là khô. Đó là mỏng nó khô quá nè. Cả nó lướt hết trơn. Dạ. Nó chật thế mới mốt em. À được cái nát đây cái nát. Trời ơi. Nhăn thấy ghê. Em cứ nhăn em làm lại cái coi cho anh thử quay. Em cứ người hết trơn luôn em. Em nghĩ tới cảm giác đó. Ê ơi. Đừng nói. Nãy giờ mình tạt á mình phải múa anh. Tạt cái khắc múa, khắc múa. Vũ điệu. Vũ điệu mới hành. Vũ điệu mới hành. Mấy anh chị ơi mà. Hồi nay tính ra nguyên một vàng nó xỉu vậy trời ơi. Hả? Chết rồi tự nhiên sống em dập nhiều quá nè. Hả? Lâu anh nào đừng chơi đâu. Anh ơi em cảm ơn anh nha. Anh ơi anh ăn ngon nhớ gì lại ủng hộ giúp cho em nha anh. Em cảm ơn thì nhiều luôn nha anh. Hết rồi. Anh ơi anh ăn ngon nhớ thì ủng hộ nha. Thiệt nha anh. Em cảm ơn anh ruột nhiều nha anh ruột. Anh ruột ơi. Mấy anh chị ruột ơi. Mấy anh chị ruột ơi. Coi trên kênh mấy anh chị ruột nhớ giới thiệu ủng hộ giúp cho mấy chị em. Mấy chị em cảm ơn mấy anh chị nhiều nha. Mấy anh chị ruột ơi. Em cảm ơn anh nghe anh. Vừa miệng hết sức. Hôm nay á, hôm nay Khanh sẽ rủ cô ba sẽ đi dỗ tổ nghề sân khấu một bữa. Tại vì Khanh thấy cô ba mặc cái áo đẹp quá. Giống như anh thầy.
sẽ gắn cái đèn sáng của mình vừa đăng ký kênh mình. Cảm ơn Hoàng Nguyên nha. Khánh sẽ gắn cái đèn lên cho nó. Anh cảm ơn anh nha. Trời ơi, giống như ngay giờ bắt người ta chọc trai vậy. Trời ơi, anh vượt khó chút xíu nha. Không sao, anh có ngại không? Không, cũng theo dõi em thường xuyên mà. Dạ. Đã góp nha cả nhà. giống như là ép em qua không có chuyện gì làm, kêu qua review bắp nướng nha. Bây giờ anh này sẽ review bắp nướng. Anh thích ăn nhiều hành. Ngọc tới Nim vừa ăn á. Ngon không anh? Vừa ăn, ngon. Tại vì anh thích ăn cay và thích ăn nhiều hành. Lần này hợp khẩu vị. Mặc lên không vậy mấy Nim? Rồi. Em cảm ơn anh nha. Không gì. Anh cảm ơn. Mua về ăn ca. Anh ở quận 4. Tư. Không gì, cái anh không biết nói đâu. Tôi phải gửi họ hỏi gì đâu. Dạ. Anh có bồ chưa anh? Bồ thì chưa. Vậy hả? Vậy anh mà thấy bên đây thì sao anh? Không, nếu như anh thì anh thường ít ăn dầu mỡ, nếu mà thích bớt dầu mỡ lại á thì đó không có ngon hơn đúng không? Tại vì anh ít ăn dầu mỡ thì anh nghĩ nên như vậy là sẽ ngon hơn và phù hợp với những người ít ăn dầu mỡ như anh. Yeah. Nhưng mà hành như vậy là ok. Yeah. Yeah. Hay anh bắt Tây Thi không hay lần đầu tới anh? Anh xem thì Tây Thi cũng xem cũng nhiều clip, tại thích Thi là thứ nhất là Thi là Phật tử nè, thứ hai là Thi cũng ngoài tuy rằng mới có nổi về viral đây thôi nhưng mà Thi cũng biết lo cho cộng đồng, biết làm gì, nhưng mà đặc biệt là Thi không có kiểu là không có nói chuyện nhiều cái câu mà tục tằn giống như những chỗ khác. Thi là chỗ đó. Mình cảm ơn mình anh. Tới một lần trước rồi nhưng mà thật hàng đông quá mình cũng ngại. Hôm nay chị ngang thì thấy vắng, hơi ghé vô mua cổ đồ. Mình cảm ơn anh. Là mến cái nết của Tây Thi, nết hiền lành đó đúng không? Nhiều khi á hiền lành á mà nó xuất phát từ tâm nó khác, còn cái người mà acting á, cái người mà thì nó lại khác nữa. Và nghĩ là Thi có thể là sẽ được ủng hộ dài. Yeah. Tại mình đôi khi mình diễn á, mình nhìn qua một tập hai tập có thể mình thấy được rồi. Mà đôi khi Thi thấy Thi là xuất phát từ trong, đâu có thể là Thi là Phật tử thì có thể là như vậy. Dạ, em Phật tử. Cố gắng giữ nha. Dạ. Em cảm ơn anh nha. Không có gì. Anh tên gì? Anh tên gì? Đâu anh? Anh tên là Duy. Duy. Anh mình đến từ quận 4. Không thì mình cũng hay thích ăn uống, là cái chỗ nào mọi người hay đồn hay ngon hay cũng hay đi tìm hiểu đấy. Anh cảm ơn anh nhiều nha. Anh dùng cái miếng nữa đi anh. Thôi ăn nhiều khi ăn dính hành răng này kia rồi không, không ngủ nữa mình cảm giác. Cái lần thứ hai coi cái lần này nhất giống nhau thôi. Anh cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nha. Nọc con mình mà ai dám ăn nhất được đâu. Em bự con nhất lớp. Hello. Từ Đức nhiều người ta sao nhiều người yêu thầm người ta tại vì tối hôm qua á chưa kịp về là có người nhắn tin hỏi thăm là sao giờ chưa về nữa kìa. Con chị không ai hỏi thăm thì đó đầy đủ ớt luôn, không có gì nhắn tin cô hai đâu nghe, còn hai ba không có trả lời đó. Ôi sao hôm nay đẹp ha. Nhưng mà hơi bị dính lắm. Yeah.
này là giả bộ ôm nhau kìa. Kìa kìa, giả bộ ôm nhau kìa, cả nhà ơi. Trời đất ơi. Có giả bộ nó giữa thanh gì mà thường con em ôm mê trai còn đứng đây mà giả ôm trai. Hay đi không ôm. Có chạy trước không? Nữa nè.